Rồi, mời mọi người ăn cơm cùng gia đình mình nha. Mời mọi người nha. Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay nhà mình làm món thịt gà nấu canh chua trái điều nha mọi người. Thấy như vậy chứ mọi người làm ăn thử đi, nhìn rất là ăn rất là ngon nha mọi người. Nãy giờ thì gà cũng chín, nó xong mình vớt lên mình xé nha. Mình bắt đầu mình cho me vào. Rồi mình nêm nếm nha. Muối, đường, bột ngọt. Với me là không thể thiếu me nha cả nhà. Đường nha mọi người. Anh nó bẻm chứ. Thịt gà thì mình mua gà ta nha, mua chợ nha mọi người. Và nhân vật chính của chúng ta là trái điều nha mọi người, không thể thiếu trái điều nha. Ăn thử miếng màu đỏ ngọt lắm. Ăn thử coi. Ngọt không? Có cảm nhận coi. Chỉ ngọt thôi. Mấy năm rồi mới được ăn. Ngọt khi chát. Chát ngọt ha. Ừ. Nên điều phía chỗ đứng mùi vị. Cho ít đường thôi, tại trái điều nó ngọt sẵn. Nó gì vô trước hả? Ủa không vớt thịt gà đó xé hả? Không ai cho bệnh mặt kìa. Chính rồi. Mình vớt gà ra mình xé nha mọi người. Đưa nó cảnh gì là ba luôn. Một cái đuôi với một cái cấu. Nhìn đây biết nhiêu không? Bao nhiêu? 60k đó. 60.000 ha. Ừ. Đù, mắc dữ vậy. Mắc dữ lắm. Vậy là tô canh chua này chắc hết khoảng 100k rồi. Mới một nồi canh chua lộn. Cho hạt điều vô, trái điều vô trước nha. Đâu quá rồi đó mới được ăn trái điều. Trái điều nó con chua, thịt gà ăn thì khỏi bàn nha mọi người. Một lát nữa nó ra nước ngọt từ trái điều nữa, nó ngọt hơn nữa. Nó hơi chua đó. Giờ này nó hơi chua. Thế chua là ăn ngon. Ăn chua chua phải chua ngọt ăn mới ngon chứ. Rồi mình cho giá với cần tây. Cần tây vô luôn nha mọi người. Đó cần. Có kéo đó mình cắt đại vô được có sao đâu. Trái điều có cái này mới ngon nè, cần á. Rau cần á. Hồi xưa nè. Món hồi xưa nè. Cái nó như ngoài á, sao thơm ăn nha. Tại mình lấy quay nha. Nhìn rất ngon nha mọi người. Giờ mình tiến hành xé thịt gà nha mọi người. Gà ta mình xé, mua cái đùi cái cánh mình xé ra mình bỏ vô nồi canh nha. Cho nó ra vị ngon hơn. Đúng rồi. Thì giờ mới vớt ra không phải rồi. Nóng rồi. Nóng hả? Thôi chút đi cho nó nguội.
Thật là nhìn ngon ghê luôn mọi người. Đậu thôi, đậu. Thì mình luộc nó mềm trước thì mình nó sẽ ăn vậy. Anh nói nha, anh nói cho phải gà thả vườn. Rồi màu trắng này. Mọi người xem clip ở nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi gà đã xé xong thì mình tiến hành bỏ vào nồi canh nha mọi người. Nhìn đã mọi người. Một cái thịt gà. Quá trời thơm. Ba chảy con bò chét luôn. Rồi mình bỏ quế vô luôn nha cả nhà. Ăn món này nhớ quê quá. Có bò ớt vô không? Không, cay, sợ cay chứ. Quá trời ơi. Rồi cho chút xíu nước mắm vô. Trước khi mình tắt bếp mình dặn một chút nước mắm nha, cho nó đậm đà nha mọi người. Đó. Xong rồi. Rồi, món canh chua trái điều thịt gà của mình đã xong nha. Rồi, mời mọi người ăn cơm cùng gia đình mình nha. Mời mọi người nha. Rồi, canh chua mình đã chín nha mọi người. Mình ăn với muối và ớt nha mọi người. Còn đây có mớ khô kho nữa. Rồi mời mọi người nha. Quá ngon. Cái đồ bãi xí con. Quá tuyệt vời. Chúng ta phải xin lỏ như này. Quên rồi, quên đi. Cái đồ như bãi sớt đó. Quên đi, tạm đợi cái này. Cái tạm hình nhớ mày. Chua nó ngọt, trái điều nó ngọt lắm mọi người. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.
Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Nói chung canh chua rất là ngon nha. Mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người nha. Ăn cái ho luôn.